kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi trên địa phương Nam Giang phát lên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam những nội dung chính sau sự mở đầu chương trình hôm nay. Nam Giang triển khai góp ý các văn kiện chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung các giải pháp quyết liệt cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Nam Giang. kết quả bước đầu trong việc chuyển đổi mô hình giữ rừng từ cộng đồng sang bán chuyên trách ở Nam Giang. Điểm sáng trong công tác gìn giữ an ninh biên giới quốc gia ở đồn biên phòng La E. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Nam Giang vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt góp ý dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 20 nhiều ý kiến đóng góp đều thể hiện sự nhất trí cao từ chủ đề bố cục phương châm đến nội dung mà dự thảo đã nêu trên tất cả các lĩnh vực như chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị cùng với đó các đại biểu cũng đã góp ý bổ sung về một số tiêu chí kết quả đạt được và các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới cũng như một số giải pháp thực hiện các đại biểu cũng đã tham gia nhiều ý kiến về đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Việc kết nạp đảng viên và công tác định hướng dư luận xã hội cần bổ sung, sửa đổi một số chỉ tiêu trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, quản lý bảo vệ rừng cho phù hợp với nhiệm vụ và giải pháp đề ra. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Corona huyện Nam Giang vừa triển khai cuộc họp đề ra một số biện pháp nhằm ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn huyện. Hội nghị thông tin nhanh về một số đặc điểm của mình công tác phòng chống của địa phương và đề xuất của các biện pháp trong công tác phòng chống bệnh cụ thể trung tâm y tế huyện đã đưa ra các tình huống giả định và xây dựng một số giải pháp nhằm ứng phó và chuẩn bị phòng khám cách ly để khám sàng lọc và khám cách ly các trường hợp nghi ngờ đồng thời thành lập khu điều trị cách ly và đội phản ứng nhanh nếu có các trường hợp bệnh nhân được xác định là viêm phổi tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y bác sĩ toàn trung tâm về phác đồ chẩn đoán điều trị bệnh viêm phổi do virus corona theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ban chỉ đạo huyện đã đề ra một số biện pháp ứng phó và phân công cho các thành viên tổ chức thực hiện. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, khuyến cáo kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng. Thưa quý vị và các bạn, Mặc dù đã và đang triển khai quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, song do đặc thù có thuận tiện về đường giao thông, cửa khẩu quốc gia đắc ốc, mối quan hệ ngoại biên với nước bạn Lào, trình độ nhận thức của bà con dân tộc thiểu số còn hạn chế nên Nam Giang vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều giải pháp quan trọng trong đó có đề xuất đẩy mạnh tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về tình hình dịch bệnh được huyện Nam Giang hướng đến Khoa Nội Nhi lây của Trung tâm Y tế Nam Giang luôn chật kín người. Thời tiết giao mùa nên tình trạng bệnh ho, sốt khá phức tạp. Vừa khám vừa tuyên truyền cho bà con về cách phòng bệnh cũng như những triệu chứng về dịch Covid-19, điều mà bác sĩ Tô Ngôn Thị Tuyến cũng như các y bác sĩ ở Trung tâm Y tế Nam Giang lo lắng nhất. Tại vì ở đây có nhiều vùng có khó khăn nữa mà họ chưa chưa có được cái khẩu trang để họ bảo vệ cho mình nữa. Cái khó nhất ở đây. Mình mình tuyên truyền cho bệnh nhân là hơi khó vì họ ở đây là vùng khó khăn nông thôn rồi họ họ tiếp xúc với mình họ cũng kém nữa và đa, tại vì ở đây là đa số là người dân thiểu số nữa. Với một huyện có đến hơn 90% dân số là bà con cơ tu, ve, tà riềng, trình độ nhận thức về dịch bệnh còn hạn chế, là khó khăn nhất của Nam Giang trong công tác phòng chống dịch bệnh Corona. Ngay khi thủ tướng công bố dịch, huyện Nam Giang đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như thành lập đội phản ứng nhanh, hình thành khu cách ly, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, kiểm soát chặt chẽ ở khu vực cửa khẩu. Song, công tác tuyên truyền vẫn là biện pháp hàng đầu mà Nam Giang đang tập trung. Ở ngoài công tác tuyên truyền về bằng vàng phương tiện thông tin là chúng thì phải tuyên truyền bằng tiếng cơ tu nữa để để đa số trên địa bàn Nam Giang thì người cơ tu là chiếm đa phần nên là đề nghị cũng cũng à, truyền thông của tỉnh là cũng à, có cái chuyên mục có đĩa